Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Hiện tại thì mình cũng có ngồi để canh chừng Mosasaurus, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì chưa có thấy Mosasaurus sinh sản này. Ăn uống thì mình cho ăn đầy đủ mà, đâu có thiếu thốn gì đâu. Ồ, lạ thiệt. Không ổn rồi. Như vậy kế hoạch kiểu như tạo ra nguyên một cái hồ toàn là Mosasaurus đã thất bại rồi. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ tiếp tục kiểu như dành thời gian rảnh ra để canh chừng tiếp, để coi chừng nào thì Mosasaurus sẽ sinh sản ha. Rồi bây giờ thì trở lại với công việc ngày hôm nay nè. Bữa nay thì mình dự tính là sẽ bước qua một cái thế giới có rất là nhiều loài côn trùng cổ xưa luôn. Trước khi qua thế giới đó thì để mình xuống cái phòng thí nghiệm. Bữa nay thì mình muốn hồi sinh thêm vài loài khủng long mới nữa. Trong cái rương chứa DNA này của mình thì còn đâu đó tầm 4 cái DNA này là mình chưa có hồi sinh nè. Một Mosasaurus thì dục xuống dưới đi. Mosasaurus mình hồi sinh rồi. Đây, có 4 loài này. Và mình dự tính là sẽ hồi sinh lần lượt là Allosaurus này, rồi tới Plesiosaurus, và cũng như là Bleopleurodon. Uầy, cái tên của cái loài này khó đọc quá. Nhưng mà bữa giờ mình xài hơi nhiều Bio á, nên là bây giờ hết sạch rồi, không đủ 6 cái để hồi sinh 3 loài này. Thế nên là bây giờ mình phải xách cái xô và lấy thêm trứng, rồi chạy ra cái ruộng để hái một ít lúa nữa, tầm 10 bó lúa. Đây, đủ rồi. Giờ thì múc sữa và làm Bio thôi. Với số lượng Bio nhiều như vậy thì sắp tới mình tha hồ mà hồi sinh mấy cái loại khác luôn. Rồi bây giờ thì phân phát những cái DNA vô những cái máy ấp này thôi. Ồ, ở đây có một cái hạt giống nhưng mà nó bị hết Bio nè, nên là nó không có ươm mầm được này. Trời. Rồi, ươm mầm xong luôn rồi nè. Đó, tác hại của việc thiếu Bio là vậy đó. Cho nốt cái loại cuối cùng này vào. Cái loại Meganeura này có phải là cái con bọ biển không nhờ? Bọ kẹp biển không? Mình thấy cái ngoại hình DNA giống lắm. Để vô đây mình coi lại cái đã. Không, đây là Megaloraptor. À, như vậy thì đây là một cái loại mới này. Được. Nếu là loại mới thì mình sẽ kiểu như hồi sinh luôn trong ngày hôm nay. Chắc lại là một loài côn trùng mới ấy. Quá là tốt. Thôi lỡ rồi. Mình sẽ hồi sinh nốt mấy cái DNA còn sót lại trong cái rương chứa DNA của mình luôn đi. Hiện tại thì cái rương này đã sạch sành sanh những cái DNA rồi đó. Vậy là sắp tới mình lại phải có một cái chuyến đi đào hóa thạch cực kỳ nhiều để mang về và phân tích, để kiếm thêm những cái DNA còn sót lại thôi. Số lượng máy mình up cũng khá là nhiều đó, nên là rủi ro nó cũng sẽ cao lắm đây. Nên là mình sẽ ngồi đây để giám sát, có trục trặc là mình sẽ xử lý được liền. Đó. Vừa mới nói dứt câu. Trời ơi. Bữa nay mình đâu có ăn mắm ăn muối đâu mà sao. Vừa mới nói dứt câu là nó hư liền á. Mèn đét âu. Ừ, trong lúc chờ đợi thì để mình chọn ra những cái DNA tiềm năng coi. Tại vì sắp tới mình còn có một cái kế hoạch nó mang tính chất giải đấu khá là cao á nha, giữa các loài khủng long ấy. Nên là bây giờ mình sẽ chọn ra những cái loài kiểu ghê tởm một xíu, chẳng hạn như là khủng long bạo chúa nè, rồi Spinosaurus, Therizinosaurus đâu nè, Allosaurus cũng ok. Ấy, đó lại hư thiếp một cái máy nữa rồi. Chưa gì là đã ba cái máy hư rồi đó, bất ổn thiệt sự. Rồi trở lại với cái việc lựa chọn DNA nè. Mosasaurus cũng ok. Được luôn. Rồi, trước mắt là mình đã chọn ra được một mớ DNA kiểu như tiềm năng để thực hiện kế hoạch sắp tới. Còn bây giờ thì một cái máy của mình lại hư tiếp rồi. Chú bò này kiểu hoang mang tột độ luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Ở đây có vẻ là Leoplerodon là sống ở dưới nước nè. Nên là chắc mình sẽ ấp cái trứng này dưới phòng thí nghiệm đi. Wow, nhanh nhẹn vậy. Lại thêm một loài sống dưới nước và rất là nhanh nhẹn luôn. Để mình xem thông tin coi. Ấy, thuần phục được luôn rồi. Wow. Đã nhờ. Cái này vừa kháu khỉnh mà còn nhanh nhẹn nữa. Cái loại này mình thấy có cái nét gì đó giống cá sấu. Nhưng mà có điều là chân hơi dài không?
Ừ, mình thấy vậy. Wow, cái với cái quả tốc độ này mà đem ra biển bơi thì có nên nói là nhức nách luôn á. Thôi gán mau lớn đi rồi anh dắt ra biển đi bơi. Ừ, bên cạnh đó thì Plesiosaurus cũng sống ở dưới nước nè. Nhưng mà mình không biết hai loài này có cắn nhau không. Thôi, tốt nhất là mình sẽ làm một cái hồ kế bên để đảm bảo là hai loài này sẽ không có cắn nhau. Ôi, ôi đâu mất tiêu rồi. À, ra là lắc game. Trời đất ơi, hú hồn chim én hết. Và đây, đây là Plesiosaurus nè. Wow, cái cổ dài vậy. Cái cổ, cái mình thì mình thấy khá là giống cái em bên đây, nhưng mà có điều cái cổ thì khá là khác và màu cũng khác luôn. Thôi để mình lên trên mình lấy cá cho Plesiosaurus ăn mới được. Mình thấy em khá là đói hay sao cơ. Đây, ăn cá đi. Rồi, no bụng nha. Bên đây thì mình sẽ cho Leoplerodon có bạn đời luôn. Ui. Đây là giống cái. Bên đây là giống đực hả gì? Ủa? Rồi, một cặp cái luôn. Làm mình tưởng bở, tưởng đâu một cặp đực và cái chứ. Thôi, không sao. Tạm thời thì hai cái loại này á, thì mình sẽ để dưới phòng thí nghiệm một lúc đi. Còn trong này thì mấy cái DNA đều đã được mình up xong hết rồi. Dài. Này, nhóc bên đây cũng có bạn đời luôn. Cặp này thì đỡ hơn, một đực một cái này. Quá tốt luôn á chứ. Ê, cái gì nữa vậy? Nữa hả? Trời ơi, lại bị Ripper nó nổ hư chỗ ở của khủng long nữa rồi. Mình thấy cái trứng mới này á, có cái ngoại hình khá là giống mấy cái em trong cái chuồng này. Ôi, ở quên, trứng này chọi ra là được liền. Ôi, đây là một loài ăn cỏ hả? Gastonic là ăn cỏ. Ôi sao mình nghi em lớn lên cái bị mấy em khác ăn thịt quá. Đây mình sẽ cho ăn thuốc tăng trưởng nè để lớn lên coi. Xem coi có bị mấy người anh em khác trong chuồng ăn thịt hay không nha. Ồ, không nha. Wow, vậy thì tốt quá. Khá là thân thiện luôn. Tính ra cái việc mình cho ăn đầy đủ ấy, thì mình hoàn toàn có thể nuôi những cái loài ăn thịt sống chung với những loài ăn cỏ nha. Đây, đây là một ví dụ điển hình này. Wow, mặc dù khác loài nhưng mà ngoại hình của mấy cái nhóc này cứ na ná nhau ấy. Giờ tới lượt hai cái trứng bé hơn. Không biết đây là loài gì đây. Ui, trứng bé xíu luôn ấy. Hình như đây còn bé hơn cái trứng chim mà lần trước mình ấp hay sao ấy. Trời, để mình thử ngồi đợi coi. Khi nở thì đây là một cái loài khủng long cực kỳ bé nhỏ luôn. Compsognathus. Và đây là loài ăn thịt luôn hả? Căng vậy. Rồi, thuần phục bằng đúng một miếng thịt luôn. Ảo thật đấy. Ôi, nhưng mà nhóc bên đây thì cho ăn hết thịt luôn mà vẫn chưa thuần phục được. Trời ơi, nhỏ nhỏ mà ăn dữ vậy. Ăn như cái chiến hạm vậy đó. Mèn đét u. Rồi, cuối cùng thì mình cũng thuần phục được một cặp khủng long siêu tí hon này rồi ha. Wow, khá là đặc biệt đây. Cái loài bé nhỏ này thì mình sẽ thử cho ăn thuốc tăng trưởng xem. Ui, kích thước tối đa chỉ có nhiêu đây thôi đó hả? Wow, chỉ là đây là loài đặc biệt nhất từ trước tới giờ luôn. Ban ngày thì ngủ mất tiêu rồi. Chắc đây là một loài kiểu như chỉ hoạt động về đêm thôi. À, ra là vậy. Hiểu vấn đề luôn. Tạm thời thì mình sẽ cho ngủ trên giường của mình đó. Để mình còn đi up mấy cái trứng còn lại cái đó. Tiếp theo là trứng của Allosaurus. Đây là một loài khủng long mà mình nghĩ cũng sẽ rất là ngầu đấy. Rất là đáng để mong chờ nha. Còn bên này thì sao rồi? Khủng long mới có vẻ khá là hòa nhập với cái đại gia đình trong này nè. Đấy, sống rất là hòa thuận với nhau luôn.
Thế nhưng mà chắc mình sẽ trồng một ít cây dương sĩ ở trong khu vực đó mới được. Em ăn ghê quá. Không trồng dương sĩ là không có chịu nổi đâu. Ở đây cũng nhiều tán cây nữa. Rồi trồng xuống, ít thơm nó lan ra thì em sẽ có dương sĩ ăn liên tục luôn. À, cạnh đây có một cái chỗ nuôi côn trùng nè. Mình vô đây để mình thả cái trứng mới. Ui ui ui. Trời trời. À. Bò kẹp biển hung dữ quá. Kẹp mình quá trời. Đây, đây là nhóc côn trùng mới. Meganeura. Mình nhìn cái DNA á, mình thấy giống khá là giống bướm. Hy vọng khi lớn lên thì em sẽ thành bướm á. Có dùng thuốc tăng trưởng được không? À, vẫn dùng thuốc tăng trưởng được nè. Ôi, bự rồi. Ê, không phải bướm đâu mà là chuồn chuồn. Ê, ui. Chuồn chuồn thời tiền sử. Kìa, em bay vèo vèo trong đây nè. À, thì ra đó là chuồn chuồn. Rồi, khu vực này bắt đầu vừa có loài sống ở dưới mặt đất, vừa có loài biết bay luôn rồi đó. Kiểu ngày càng thì cái lồng nuôi côn trùng của mình nó càng đa dạng hơn. Trông thích thiệt sự luôn. Mà khoan, mình canh chừng trứng khủng long nửa đêm cũng nguy hiểm lắm á. Tại vì cái chỗ mình nổi tiếng là có hay có mấy cái thanh niên da xanh, bự con và rất là quấy phá luôn. Với lại mấy con Reaper vô duyên nữa nên là mình phải để ý mới được. Tên nào áp sát là mình phải xử hắn trước khi mà hắn phát nổ. Rồi. Alo, sao đất đã nở rồi nè. Ui. Một đực một cái nha. Wow. Lại một tin vui nữa. Hiện tại thì mình chưa có thuần phục được đâu. Và để xem, mình có thể cho ăn thuốc tăng trưởng không? Không thể cho ăn. Căng rồi, vậy là phải gán đợi cho Alo sao đất lớn lên thì mới có thể thuần hóa được ấy. Và có vẻ là Allosaurus sẽ được thuần hóa bằng Scarab Gem. Chính xác là như vậy rồi. Uầy, là đủ hiểu sức mạnh của Allosaurus như thế nào rồi đấy. Như vậy thì bữa nay mình chào đón khá là nhiều loài mới luôn. Nên là chắc bây giờ để mình làm nơi ở cho một số loài đi. Rồi mình hẳn lên đường và bắt đầu cái chuyến đi mà mình vừa nói ở đầu video ngày hôm nay. Đầu tiên là khủng long siêu tí hon đi. Nơi ở đó thì mình tính là xây ở dưới phòng thí nghiệm luôn. Kiểu như với kích thước nhỏ thì mình có thể nuôi dưới này. Rồi những lúc rảnh rỗi mình có thể ngắm khủng long để giải trí cũng được, khá là ok nha. Nhưng mà trước mắt để mình đập ra một cái căn phòng tương đối bự cho khủng long có thể ở bên trong mới được. Oh, what? Ẩu rồi nha Reaper. Đang đào mà thấy nó nhìn mình, thấy cũng hơi ớn ớn á. Sau khi có được căn phòng thì bây giờ mình sẽ làm một cái khung bằng gỗ. Nó sẽ trông như thế này. Đấy. Ở mặt trước thì chắc một tí nữa mình sẽ ốp kính vào ấy. Bây giờ thì mình lại cần tới cây cúp mềm mại rồi. Để mình đi lấy một ít cái đất có cỏ mình mang xuống dưới mình đặt vào thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Ui, coi như chưa thấy gì nha nhện. Bình tĩnh. Oh no. Đã kêu bình tĩnh rồi mà. Ở dưới này thì chắc chắn là sẽ không có mặt trời á. Thế nên là mình cũng tạo ra một cái bầu trời mini ở đây nè. Nó sẽ có những đám mây rồi. Một cái mặt trời bé bé ở đây để thay thế cho cái môi trường tự nhiên ở bên ngoài ấy. Rồi mình cũng sẽ trồng mấy cái mầm cây mà hồi nãy mình có ươm được này. Đó, đây là những cái giống cây thời tiền sử ấy nha. Không quên bón một chút bột xương vào cho nó tự nhiên hơn. Và cuối cùng là mình sẽ ẵm hai cái nhóc khủng long ở phía trên xuống dưới này. Đây, tới nơi ở mới nha. À, hình như còn thiếu một cái máy cho ăn thì phải. Chính xác. Mình nghĩ là mình nên đặt một cái máy cho ăn đâu đó ở đây hoặc là ở đây là vừa đẹp luôn á. Rồi, giờ thì thoải mái mà ở trong này nha. Mình cũng dễ dàng ngắm hai em hơn nữa. Từ rài là ở dưới phòng thí nghiệm mình có thêm bạn rồi. Tiếp theo thì chắc tới lượt của mấy cái nhóc sống ở dưới nước này quá. Không ổn, nhân làng đang gặp nạn. Ây, mình không phát hiện kịp là xác định nhân làng rồi. Nửa đêm đi tắm làm gì? Ngủ nghe thì không lo đi ngủ. Trời đất ơi, dân làng này hư hỏng quá. Mình đang qua đây để khảo sát địa hình, coi có chỗ nào thích hợp để mình dắt hai cái loài sống ở dưới nước qua đây ở không. Nhưng mà chắc mình phải xây một cái nơi mới rồi. Tại vì cái chỗ nuôi Mosasaurus thì tính ra nó cũng không dư quá nhiều không gian để mình
có thể gửi hai cái loại mới vô sống nhờ được ấy. Thôi thì tận dụng ở phần này, mình thấy còn trống nè, mình sẽ làm hai cái hồ bé bé xinh xinh cho hai cái loại mới sống đi, ngay cái khúc sông này luôn. Ok. Chỗ đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu xây từ khu vực này. Ây da, ui có thích khách, có thích khách. Trời, mới sáng sớm đã có thích khách bắn lén rồi. Mình sẽ đặt cái trụ đầu tiên ngay vị trí này. Cái cổng á, sẽ nằm ở ngay đây. Thế nên là cái phần trụ này mình cũng sẽ xây cao lên một tí. Sau khi có trụ thì bây giờ mình sẽ đi cái phần đường viền ở dưới đáy hồ để nối tất cả các trụ lại với nhau. Lúc đầu mình dự tính là sẽ nuôi hai loài này kiểu san sát nhau và có cái đường ống ở phía dưới để có thể đi qua lại luôn ấy. Nhưng mà như vậy thì không ổn, nhỡ đâu hai loài kiểu không thích nhau rồi cắn nhau trong lúc mình vắng ở khu vực này thì sao? À, thế nên là thôi mình quyết định là mình sẽ rào lại cái khu vực này luôn. Một tí nữa mình có xây thêm một cái chỗ ở mới thì mình sẽ tận dụng luôn cái trụ này ha. Rồi mình sẽ xây qua bên kia thôi. Quyết định vậy đi. Còn bây giờ thì để mình lắp nốt thủy tinh ở dưới phần đáy hồ cái đó. Không quên lắp thêm cái cửa để mình có thể ra vào nó an toàn hơn. Chỗ đầu tiên thì mình sẽ cho Leoplerodon vào trước đi. Cái em này lúc nào cũng vậy, háo hức thiệt sự luôn ấy. Còn trong này thì hai cái nhóc này có vẻ khá là thích nơi ở mới hay sao á. Nãy giờ mình thấy chạy nhảy quá trời luôn. Đồ ăn mình để đây hết trơn á. Đói thì nhớ chạy vô đây mà ăn nha. Bò thích vung trọng không? Nhìn nhìn cái gì? Thích vung trọng ở cái gì? Đây thích thì tôi cho vô quay. Tôi dễ tính lắm. Thích là cho vô à. Rồi, giờ khủng long có bạn mới rồi đấy. Ủa gì đây? Trời ơi, thích khách bắn bắn mũi tên nguy hiểm vậy. Trời ơi. Rồi, giờ mình sẽ thả Leoplerodon vô đây. Wow. Xuống nước mấy em nhanh nhẹn thiệt sự luôn ấy. Bữa nay kiểu mình may mắn thật, kiểu hồi sinh toàn khủng long nhanh nhẹn thôi. Sau này chắc là sẽ là một cái trợ thủ đắc lực của mình trong những chuyến khám phá biển. Ripper nhìn vậy không có vui, mặt ngươi vui chứ ta không có vui. Gặp ngươi là ta sợ à. Nổ hoài. Con này là con chuyên gia đánh bơm á, nên là mình không lại gần nó đâu. Thôi bây giờ mình để khủng long sống ở đây đi. Mình sẽ về nhà ngủ một giấc rồi sau đó xây tiếp một cái nơi ở tương tự cho cái cặp đôi còn lại trong cái phòng thí nghiệm của mình. Ok. Đi tới nơi ở mới thôi. Blessiosaurus ơi. Cái nơi ở này á thì mình thấy nó bị thấp quá, nên là mình bắt buộc phải đặt cái cửa nó trên cao một xíu. Rồi mỗi lần mình xuống thì mình phải nhảy như vậy. Nó hơi cực ha, nhưng mà ok, đó là điểm đặc biệt của khu vực mà Blessiosaurus ở. Rồi, coi kìa. Bơi mà cái đầu lúc lắc nhìn đúng mắc cười luôn. Rồi, như vậy thì khu vực này đã có được hai nơi ở mới cho hai loài khác nhau. Thế nhưng mà cái phần đáy hồ thì nó vẫn khá là đơn điệu ấy. Nên là bây giờ mình sẽ tiến hành trang trí thêm phần đáy hồ, cũng như là trồng một ít cây tòi thiền sử vào những cái khu vực đất này để nhìn cho nó tươi tốt hơn. Ui cái gì? Trời. Có mấy con cá hổ trong đây à? Nguy hiểm thế. Để mình lắp thêm mấy cho ăn để đảm bảo là những lúc mình không có ở đây thì khủng long vẫn được cho ăn đầy đủ. Rồi nha, thích nha. Tương tự thì bên chỗ này cũng sẽ có được một cái máy cho ăn tự động. Ok. Giờ thì No. Đâu ra mấy con zombie này vậy? Kệ mình để đó đi, có gì cho khủng long đói bụng thì khủng long sẽ tráng miệng bằng thịt zombie cũng được. Người xác định rồi zombie. Một hồi ngươi sẽ vô bụng của khủng long cho xem. Ui kìa đó các bạn thấy chưa? Wow, zombie mà cắn có vài hit thôi là đi rồi. Ghê thiệt. Và hình như loài... À, loài này mình có thể dùng thuốc tăng trưởng để tăng kích thước nữa. Mau ăn chóng lớn đi. Rồi, bây giờ em đã khá là bự rồi. Đây là kích thước tối đa. Như vậy thì mình xây cái nơi ở này hơi bị vừa luôn ấy. Kiểu như nó không quá bự và cũng không có quá nhỏ. Vừa đủ cho cặp đôi này sống rồi. Còn bên đây mình thử cho nhóc này ăn thuốc tăng trưởng coi có được hay không. À được luôn. Hai loài đều có thể cho ăn thuốc tăng trưởng nha. Quá tuyệt vời. Hy vọng là mình sẽ có một cái dịp đặc biệt nào đó để có thể cưỡi những cái loài này đi ra biển và khám phá cùng nhau mới được. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ về nhà ngủ thôi. Trời mưa quá trời quá đất. Hiện tại thì mình còn Allosaurus là chưa có nơi ở đàng hoàng này. Để xem coi em sống ở nơi nào là thích hợp nhất ta. Chỗ này thì đã có Gallimimus
cư ngụ rồi nên là không không cho ở ké được. Mấy cái loài ăn thịt này mà cho ở ké với nhau là nguy hiểm lắm. Quỳnh này thì có thằng làng rồi cũng không được luôn. Thôi chắc mình sẽ xây một cái nơi ở hoàn toàn mới đi. Nó cũng gần gần đây thôi. Chẳng hạn như là khu vực này. Đây là chỗ gần nhà mình và cũng khá là trống nữa. Chỉ có điều mình cần phải né cái khe nứt này ra, tránh cái trường hợp khủng long đi lọt xuống khe nứt thì nguy hiểm. Nơi ở của Allosaurus thì mình sẽ dùng cái loại gạch mà bữa giờ mình chưa có dùng luôn. Đó chính là gạch nhung nham màu xám này. Cái này thì nhìn cũng rất là nổi và phù hợp với một cái loài khủng long săn mồi hùng mạnh á. Còn cái cổng thì... Ồ, cái cổng thì mình nên cân nhắc mình đặt cái chỗ nào cho nó phù hợp ta. Cái cổng mình sẽ lật theo kiểu mới đi. Sẽ làm cái cổng ngay đây ha. Mai mốt mà mình có làm cái đường đi á thì mình sẽ men theo cái con đường này nè. Đó là phù hợp luôn. Rồi cũng ok là đấy chứ. Bước cuối cùng là mình sẽ lắp những cái hàng rào thủy tinh này vào thôi. Giờ thì bón thêm một ít bột xương vào những cái cây thời tiền sử này nữa là có thể thả Allosaurus ra ngoài ở rồi. Wow, thích nha, có nơi ở mới rồi đó. Rồi như vậy thì hôm nay những cái loài mà mình hồi sinh thì đều đã có nơi ở riêng hết rồi, cũng khá là kiên cố. Mình sẽ thường xuyên đi thăm coi coi tình hình phát triển như thế nào để mình còn dẫn đi khám phá cùng với mình trong thời gian sắp tới nữa. Nhưng mà để bây giờ mình trừ khử mấy con này cái đó. Trái banh người ta để cho khủng long đá. Ai cho người đá? Đi chỗ khác mà chơi. Cái banh của khủng long người ta mà đá cho được chứ đó. Rồi, ui sao bây giờ toàn cây dương sĩ không vậy? Oh my god, cái cây dương sĩ thời tiền sử nó mọc ghê quá. Khu vực này bây giờ toàn là cây dương sĩ không rồi. Ú là trời. Nó phát triển kinh khủng thiệt luôn á chứ. Ui, dân làng vô đây chơi chứ. Mấy cái loài côn trùng thời tiền sử này nguy hiểm thiệt. Thôi kệ đi, cho dân làng zombie tham quan cái lồng kính nuôi mấy loài côn trùng thời tiền sử của mình cũng được. Ủa, còn bên này sao? Cái gì đây? Ủa, sao Velociraptor chạy ra ngoài được vậy? Ủa, mình nhớ mình rào lại rồi mà ta. À, em chạy ra ngoài đấy, em bảo vệ mình. Thì ra là em muốn đánh dân làng thay mà. Thôi, bình tĩnh. Kệ, lâu cho người ta vô tham quan đi em. Bình tĩnh nha, kệ đi. Trời ơi, tính của Velociraptor cũng nóng lắm á. Thôi, vui vẻ không quạo. Nãy giờ thì mình cũng lo cho khủng long các thứ đồ ok hết rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở lại với cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Đó chính là có một cái chuyến đi tới một cái vùng đất toàn là côn trùng thời tiền sử thôi. Và để tới được cái vùng đất đó thì mình cần phải tạo ra một cái cánh cổng trước cái đã. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết trước. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái offering altar. Cái này thì nó sẽ có công dụng là giúp mình tạo ra được một cái viên ngọc và làm ra cây gậy để có thể kích hoạt được cái cánh cổng đặc biệt đó. Cái này thì chắc mình sẽ để bên ngoài đi. Đây, đặt cạnh cái hộp chơi nhạc luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vô trong nhà để mình lấy một ngọc lục bảo với cả là một kim cương ra. Rồi sau đó mình sẽ cho hết vào bên trong cái offering altar này. Đó, mới cho hai thứ vô là nó bắt đầu phát sáng rồi cơ. Cho thêm hắc diệm thạch nữa. Rồi, và khi có đủ ba thứ thì nó sẽ gộp lại với nhau giống như vậy. Cái này chắc cũng sẽ mất một khoảng thời gian đó nha. Gộp lại đi, đúng rồi. Úi, chưa gộp lại nữa. Chắc lần này sẽ gộp lại được nè. Chuẩn bị. Gộp lại và... Ta-da! Mình sẽ có được một cái viên ngọc đầu tiên. Rồi từ cái viên ngọc này thì mình sẽ chế tạo thêm một lần nữa để tạo thành một cây gậy. Đây chính là cái mấu chốt để mình có thể đi tới cánh cổng đó. Và để cắm cây gậy này được thì mình cũng sẽ cần có một cái bàn tương tự. Này, mọi thứ mình chuẩn bị đều đã đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ cần kiểu như xây cánh cổng thôi. Cánh cổng này thì mình chỉ cần dùng đá cuội là có thể làm được rồi. Và mình sẽ đặt nó trên nóc nhà của mình, tương tự với cánh cổng địa ngục vậy đó. Phía bên trong thì mình sẽ gắn thêm một ít lá nữa. Bây giờ thì đặt cái keystone này xuống và gắn cái gậy này vào.
ra. Đó, lập tức thì cánh cổng đã được kích hoạt rồi. Để chuẩn bị cho chuyến đi này thì mình sẽ thử dắt theo Mosasaurus mới được. Cũng lâu rồi mình chưa có một cái chuyến đi nào mà mình dắt theo Mosasaurus hết. Nên là hôm nay là dịp để mình thử sức chiến đấu của em. Nếu như bên bển mà có mấy chỗ nào mà có nước ấy thì chắc mình sẽ cưỡi Mosasaurus đi khám phá luôn ấy. Ô, chú voi này bị làm sao vậy? Ô, ô, ô. Chú voi này có vấn đề. Oh no. Hình như chú voi đó bị đói hay sao á. À, chắc vậy. Trời ơi, đi lọt xuống cái hồ xong không lên được, tới mức mà bị đói luôn mà. Ngoài ra thì bữa nay thì mình tính dắt theo cả Triceratops á. Mình nghĩ Triceratops cũng sẽ hỗ trợ mình được một phần trong những pha cận chiến. Ok, quyết định vậy đi, bữa nay mình sẽ dắt theo hai loài thôi. Đồ ăn thì mình có mang theo sẵn nè. Hai loài đó có đói thì cũng có mà ăn. Còn bây giờ thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ lập tức đi qua cái thế giới côn trùng cổ xưa này thôi. Để xem nào, mình sẽ xuất hiện ở một cái khu vực gì đây. Wow. Mình xuất hiện ở trong một cái vách núi. Kiểu cái môi trường ở đây nó vẫn còn giữ được cái nét hoang sơ thời tiền sử này. Cây cối rất là rậm rạp luôn. Đã thiệt. Nhưng mà ở đây hơi tối nha. Ôi chưa gì mình đã gặp những con ruồi sao kìa. Yêu. Trời trời trời, con mũi gì mà bự dữ vậy. Nó bự thắng thằng thiên địa hội ơi. Mũi đó nó mà chích chắc xỉu luôn quá. Ôi, ôi. Còn có con nhện cam nữa. À, láo tét. Này thì láo tét. Hút nó em. Hay lắm. Này thì nhện cam nè. Thôi được, mình phải chuồn khỏi khu vực này thôi. Nguy hiểm quá. Ơi, nhưng mà khoan, mình hiện lên cái thanh boss kìa. Ở đây còn có thêm con gì nữa. Bên đây nhiều côn trùng lắm, nên là mình phải thật là cẩn thận. Đúng rồi, hút nó khủng long. Đúng rồi. Ây ây, có chừng, có chừng. Đánh nhau cũng có chừng. Trời đất ơi. Em đánh hăng quá, lọt xuống hồ nhung nham luôn ạ. Sợ thiệt. Và mình nghi là sẽ có một cái spawner của con đó trong này. Ủa, sao kỳ á? Sao mình đập cái nó ra nhung nham là sao? What the heck? Khu vực này nó nhiều nhung nham quá nên mình cũng hơi ngại cái việc cưỡi khủng long này. Và nó còn có những con bọ nhung nham nữa cơ. Ghê thiệt. Con này chắc nó có bắn nhung nham không vậy? Không, nó là nhện chứ không phải con bọ đâu. Ui, nó là nhện nhung nham. À, vào đây rồi. Cái công trình có thanh máu boss là ở đây. Mình cần phải lắp 4 cái mảnh gì đó vô đây thì mình mới kích hoạt được nè. Ra là vậy à. Ồ, ở đây còn có cái rương nó bị vỡ ra hay sao á. Lụm luôn. Ôi sao con này bự thế. Mấy con côn trùng này nó quá là trâu luôn á. Ai biết gì, nãy mình dẫn một cái nhóc khủng long có kích thước nhỏ nhỏ thôi là hợp lý rồi. Tại vì trong đây không thả khủng long ra được. Chật quá. Ủa phải đây rồi. Đây là con boss đầu tiên. Ây da, chết tiệt. Này thì dám tấn công mình hả? Lụm cục cọt, lụm cục kẹo nữa em. Con này nè. Hay lắm. Mình và Triceratops đã đánh bại được con golem đầu tiên. Và nó cho mình... Ủa nó cho mình gì vậy? Một cái này à? À, nó cho mình một cái Scarab Boom. Ok. Như vậy thì trong cái công trình này sẽ có tổng cộng là 4 con boss khác nhau. Để mình lấy 4 cái Scarab ấy và lắp vào cái cánh cổng. Ồ, ở đây nó còn có bộ xương nhìn thấy ghê nữa nè. Trời đất. Ủa, đây rồi. Đây là con golem, con boss thứ hai. Con này có vẻ là con Potter. Này thì Potter nè. Mình sẽ đóng băng nó. Xử gọn nó luôn. Hay lắm. Và nó rơi ra cho mình một cái Scarab bằng sắt. Được hai cái rồi. Cố lên còn hai cái nữa thôi. À đây có rương nữa nè. Ý. Có đồ nha. Nó cho mình những cái món đồ bằng cẩm thạch này. Chắc là đây là một cái loại khoáng sản ở cái vùng này ấy. Tới luôn, tới luôn. Đây là chỗ boss thứ ba. Đây có vẻ là một cái con boss cẩm thạch thì phải.
Mình thấy nó có màu xanh giống như cẩm thạch vậy. Ờ à. Và sẵn đây thì mình cũng thấy được là Mosasaurus khi mà lên cạn ấy, thì cái khả năng chiến đấu không có được mạnh cho lắm. Ồ à. Mình thả boss kế bên như vậy rồi đó mà Mosasaurus không có thèm đánh hộ mình luôn cơ. Ui ở đây còn có mấy con, con ong nữa. Ây dù, nhiều ong quá. Mình phải đánh mấy con ong này mới được. Và đây là con boss cuối cùng. Cố lên khủng long, mình sắp làm được rồi. Hút nó. Để mình kích liễu. Này thì dám đánh khủng long của mình. Wow. Con boss cuối cùng nó đánh khủng long mình căng thiệt chứ. Khủng long mình sợ mà chạy luôn mà. Oh my god. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ở dưới công trình này thì mình đã thu gom được 4 cái loại Scarab khác nhau rồi. Bây giờ thì mình cần phải tìm lối ra cái đã. Ui. Sau khi trở lên trên thì công việc đầu tiên của mình là mình sẽ lắp mấy cái Scarab này vào tương ứng với cái ô ở phía dưới thôi. Đó. Vừa lắp xong là cánh cổng nó mở liền. Oh. Và có rương cho mình. Rương đầu tiên cho mình những cái cẩm thạch. Mình sẽ lắp 8 cái cẩm thạch mà nó cho vào cái chỗ này để nó mở cái cánh cửa tiếp theo. À, ra là vậy. Những cái món đồ mà mình săn được trong công trình nó sẽ giúp ích cho mình ấy. Oh. Hay phết. Đâu mình sẽ bước vào thử coi. Ôi cục tròn tròn này là gì vậy? Tới cái cánh cổng này mình phải chạy về nhà để mình lấy kem mắt ma mới đi tiếp được này. Khó thiệt chứ. Rồi. Ở đây thì tới mắt của con mắt ma. Ủa cái này là chỉ à? Chính xác nó là chỉ đấy. Rồi. Sau khi mở hết những cái cánh cửa thì bây giờ nó sẽ cho mình hai lọ thuốc. Một cái là chống lửa, một cái là nhìn trong bóng tối. Để mình sẵn sàng cho cái trận chiến với cái con Lion Overlord, kiến sư tử. Nghe tên là thấy căng rồi. Thôi được, đụng là đụng, mình thì cũng không có ngán đâu. Để một xíu mình sẽ thử đưa Mosasaurus ra coi em có chịu chiến đấu hay không á. Còn bây giờ thì bước vào. Ui. What? Thì nó cắn mình có 2 hit chứ nhiêu. Ừ, có 2 hit à. Quay hên quá. Mình chưa có thả Mosasaurus với cả là Triceratops ra. Không thôi là mệt rồi. Mình mà nó cắn có 2 cái thôi là chết. Khủng long thì chắc 1 hit quá. Ui sợ thiệt sự. Đó các bạn thấy chưa? Ở bên thế giới côn trùng thời tiền sử á, nó căng như vậy đó. Một con boss bình thường nó đã mạnh rồi, mà con hồi nãy mình nhìn nếu không nhầm á, nó là boss 4 sao cơ. Bảo sao nó cắn mình 2 hit là chết á. Thôi thì bữa nay kiểu như là qua đó để tìm hiểu sơ qua cái thế giới đó đi. Với cả mình cũng mang về được một ít cái exoskeleton plate nè. Cái này thì mình cũng có thể làm được giáp á nha. Làm được một bộ giáp bên thế giới côn trùng đó cũng hay. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của mình. Wow, wow. Treo lên thử coi. Đấy. Trông cũng khá là đơn sơ ha. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ ghé qua đó thêm vài lần nữa để mình tìm thêm những cái nguyên vật liệu mang về làm giáp nè. Và coi coi có bắt được cái loài côn trùng nào xịn xịn không, mang về bỏ vô những cái lồng nuôi khủng long của mình. Lâu lâu cho khủng long mình đổi món, ăn côn trùng đồ các thứ. Mình nghĩ sẽ khá là hay đó. Chắc sắp tới mình phải gán nuôi Allosaurus cho mau lớn mới được. Mình sẽ dắt Allosaurus qua bên thế giới côn trùng và phục thù cái con boss 4 sao kia. Hôm nay nó cả gan nó dám cắn mình 2 cái để mình đi đường hàng không về nhà luôn. Láo thiệt chứ. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình phục thù cái con boss bên thế giới côn trùng đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.